Vừa mới đây, tại Trung tâm Hội nghị Rex Palace diễn ra buổi họp báo khởi động cuộc thi Mister Việt Nam 2019. Đây cũng là cuộc thi dành cho nam giới duy nhất tại Việt Nam hiện nay, với mục đích tìm kiếm những gương mặt nam có hình thể đẹp, năng động, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp đến cộng đồng, có khát vọng chinh phục những đấu trường nhan sắc quốc tế. Cuộc thi đã và đang nhận được sự thu hút của đông đảo thí sinh đến từ mọi miền đất nước. Với format chương trình trực tuyến thực tế lần đầu tiên tại Việt Nam, thay vì cách thức tổ chức sự kiện truyền thống. Bằng cách này, cuộc thi sẽ đến gần hơn với khán giả, các vòng thi cũng sẽ trở nên căng thẳng, chân thật và kịch tính hơn bao giờ hết. Đây cũng là điểm nổi bật, mới mẻ, hấp dẫn của cuộc thi. Bên cạnh đó, Mr. International 2018 Trình Bảo là đại sứ của cuộc thi và cũng là đại sứ cho quỹ thiện nguyện mang tên Mister Việt Nam. Mister Việt Nam năm 2019 đã thành lập ra một cái quỹ thiện nguyện và cam kết với tất cả các thí sinh cũng như tất cả các bạn, anh chị, phóng viên báo đài rằng chúng tôi, cái điều ít nhất chúng tôi sẽ làm được từ sau cuộc thi này không phải là một cái cuộc thi đi tìm một cái bạn người mẫu, hay là cũng không phải là một cái cuộc thi ồn ào trong showbiz, mà chúng tôi muốn các anh chị biết đến rằng chúng tôi sẽ trao tặng tối thiểu là xây dựng 4 căn nhà tình thương cho những cái mảnh đời mà chúng tôi cảm thấy là cần phải chia sẻ, và 100 chiếc xe lăn để mà chia sẻ với các bạn bị khuyết tật, và hơn thế nữa là cái ngày hội hiến máu để ủng hộ cho ngân hàng máu của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Đây là cách để cuộc thi hướng các thí sinh tham gia vào các công tác xã hội, xây dựng hình ảnh và lối sống đẹp. Tôi đánh giá rất cao ban tổ chức đã đưa cái tiêu chí hoạt động xã hội vì cộng đồng vào trong cuộc thi. Tôi cho rằng đây là việc làm cần thiết và cũng nằm trong cái tiêu chí tôn vinh cái vẻ đẹp của con người Việt Nam. Bất kể đây là cuộc thi của nữ hay là của nam, chúng ta tôn vinh vẻ đẹp hình thể và cũng chúng ta đồng thời không quên tôn vinh và đánh giá cao những cái ý thức của cộng đồng cũng như vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách của mỗi con người. Trong đó các thí sinh của các cuộc thi thì càng nên chúng ta đặt vấn đề quan trọng trong câu chuyện đó, và chúng tôi mong rằng cái động thái này của ban tổ chức cuộc thi Nam Người Mẫu sẽ lan tỏa thêm và sẽ là một cái tiền đề để các cuộc thi khác chúng ta coi trọng và càng ngày coi trọng hơn những vấn đề liên quan đến vẻ đẹp nhân cách của con người. Chúng tôi chúc các thí sinh của chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn về hình thể cũng như vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách. Dàn ban giám khảo xuyên suốt cuộc thi bao gồm những tên tuổi nổi tiếng và uy tín hàng đầu hiện nay: nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Phong Việt, hoa hậu áo dài Đàm Lưu Ly, hoa hậu Thu Hoài, đạo diễn Tạ Nguyên Phúc, quán quân Việt Nam Idol Nguyễn Trọng Hiếu, host én vàng MC Kiều Ngân, cùng với các huấn luyện viên, giải vàng siêu mẫu Đỗ Nguyễn Hoàng Long, đạo diễn Triệu View Huỳnh Phúc Thanh Nhân. Nam Vương Menhan International Trương Ngọc Đình giữ vai trò trưởng ban tổ chức của Mister Việt Nam 2019. Cách đây 10 năm, anh đã là một vai trò là giám khảo của cuộc thi Mister Việt Nam. Khi anh nghe anh Phúc Nguyễn có nói là anh ơi, anh làm giám khảo cuộc thi này, thì thể thật sự là cách đây 10 năm anh đã làm, là anh đã thấy đây là một cái chỉ tích khá hay và khá tốt. Và đây đó là một trong những cái mà anh cũng rất là háo hức muốn trở lại. Và đương nhiên đây là một cuộc thi cũng mang một cái tầm cỡ, tại vì đây là những thí sinh đại diện Việt Nam mình sau đó là đi thi đấu trường quốc tế, thì anh cũng đang háo hức về cái cuộc thi này. Đó là một cái điều anh rất là vui và anh rất là kỳ vọng. Đây là lần đầu tiên là Hiếu được làm giám khảo của Mr. Việt Nam, thì Hiếu cảm thấy rất là vinh dự và cảm thấy rất là vui. Đối với Hiếu, quan trọng nhất là cái vẻ đẹp tâm hồn. Hiếu muốn nhìn thấy được là cái vẻ đẹp tâm hồn mọi người thoát ra được, và mọi người tự tin thật sự từ trong lòng mình ra và lan tỏa được sự tự tin đó. Hiếu nghĩ là về vẻ đẹp, về đội cao thì là chắc chắn là mình cũng sánh được. Hiếu nghĩ là cái gì mà thật sự là quan trọng là cái cá tính của mình. Mình có sự cá tính, mình có một cái sự tự tin và một cái nét riêng. Hiếu nghĩ là cái đấy là cái quan trọng nhất, và cái đấy là mình cũng phải nuôi dưỡng, và cái đấy mình phải cố gắng nhiều để mình đạt được cái điều đó. Như chúng ta cũng biết là nữ giới chúng tôi có quá nhiều những sân chơi. mà nam giới thì những sân chơi có ý nghĩa như thế này thì rất là thiếu. Vì vậy khi mà nghe Phúc Nguyễn ngỏ ý mời tôi chấm thi, tôi nhận lời ngay. Vì tôi nghĩ rằng mình phải có nghĩa vụ và trách nhiệm cùng với Phúc Nguyễn, cùng với ban tổ chức tạo một cái sân chơi thật ý nghĩa như thế này cho nam giới. Trong buổi họp báo, giải thưởng hấp dẫn và giá trị của cuộc thi cũng chính thức được công bố. Top 3 thí sinh nhất, nhì, ba đều sở hữu quyền trượng do công ty Queen, CEO Hồ Thanh Hương tài trợ. Đối với cuộc thi Hoa hậu Học Nữ Hoàng thì cái vương miện là cái vật phẩm phải gọi là tượng trưng quyền lực, đại diện cho sắc đẹp của phụ nữ hiện nay. Thì đối với nam, mình cái quyền trượng đại diện cho sức mạnh, đại diện cho một nghị lực vươn lên và đại diện cho một niềm tin chiến thắng khi người mẫu nam ta đạt được những cái giải nhất định trong cuộc thi. Thì rất là vui hôm nay được họp mặt công bố báo chí cuộc thi nam người mẫu duy nhất của Việt Nam. Thì rất vinh hạnh đại diện cho học trò Wimber BV Phú Quốc. Tôi sẽ tài trợ cho cuộc thi này 3 quyền trượng. Hy vọng các bạn đăng ký và tự tin để giành đến ngôi vị cao nhất, sở hữu chức quyền trượng quyền lực trong cuộc thi. Các thí sinh top 3 sẽ tiếp tục được huấn luyện để tham gia các cuộc thi quốc tế do Leading Media nắm giữ bản quyền. Vòng sơ tuyển khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2019 và ngày 14 tháng 6 tại khu vực phía Bắc Hà Nội. Hy vọng rằng cuộc thi sẽ trở thành một đấu trường nhan sắc uy tín, chất lượng, ý nghĩa và nhân văn.